Mẹ sốt ôn ôn tỏ ọc nế, ngày nế dương nâng chô tơ mẹ riêng dương tiết cứ tẹt tơ ổng bê interjection sân thân cứ lập bác của tiền. Nâng nóng tùm rung tí đọc chì rụp bổng môn đại dương miên đọc và hốt đọc bê nít trời chọc. À chẳng rụp bổng môn chông kào ní cứ viêm miên khóc lại bị kế đại rụp bổng môn tí mũi chứ đàm đòi what thì phí thì bay thì buôn thì pram đời vọt thì phải mua thì bớ làm đói đời hào đó đó ti và bay đến ti và muốn thì làm đòi bị đẩn nói về ní lúc phải muốn thì đọt ní cứ như gặp được làm bị thế còn tại dương do fresh và fresh sang fresh clear clear phải hướng clear bốc thì mùi nên ưu tiên là sạc mùi tớ bàn tớ chia ưu tiên sạc mùi đài bà rồi có cho bị này kia sạc thì mùi chân tớ bị vợt đấy bốc thì mùi nên thần nhà xua máu hoặc thần nhà ưu tiên máu lúc dưỡng bàn tớ chia là bằng ưu tiên mùi đài hợp thì họ có tí hò lấy con con mờ các vị trí cho ra đại kê vô bằng dây mặt đấy mà lấy lấy đại kê cho nam thì dây thà đôi chị biết thà prevo prevo chưa dù đấy nhưng biết thà long lại chưa dù đấy long lại chưa dù đấy tiệt lấy lấy đấy như anh tiệt là đôi chị bottom up và the good day stand up crop show welcome cái crop khơi đấy welcome xong xoa cung congratulation congratulation xong ọp ọ sát tô long may see or he sẽ dưỡng see rain xong ai là niên krong rết bàn dù quay hello biết đấy bà nhìn tiếp good morning good morning good afternoon good evening biết tiếng Anh sắp tới chỉ biết ưu tiên là sạc đại diện prá và nhé stand up, bottom up, long line, revo, bye bye, bye, nhé, bye bye, ready, goodbye, nhé, nhìn nhé, bà, vẻ vẻ là chúng ta sắp tới chỉ biết ưu tiên là sạc tổng hợp cứ clear và bạn bị mùi mùi vào mặt prá ác rãi tờ lỡ intonation ác rãi tờ lỡ ca lực đạo xâm lệnh có việc dân xung cấp luôn tớ tớ chưa được hợp khăn sau tớ tịch tớ nâng ác rãi tờ lỡ intonation mà intonation ý cứ it up to intonation intonation ác rãi tờ lỡ ca lực đạo xâm lệnh dương sừng cất khăng dương chia strong feeling từ và dương dễ thom mà nát như samay mình từ welcome xôm xoa cùng good morning how are you và sắp tới đây con ông là ba thằng long may see rain
congratulations សូម អប អរ សាទរ bravo បាទយើងមានពាក្យជាច្រើនទៀតដែលយើងយកមកប្រើខ្លីៗដឹងហើយគ្រាន់តែដាក់សញ្ញាឧទានទៅអាស្រ័យទៅលើការសង្កត់សម្លេងលើដាក់សម្លេងរបស់យើងនោះក្លាយទៅជាល្បាក់មួយដែរគេហៅថាល្បាក់ឧទានស័ព្ទចឹងសូមចាំមកវិញថារូបមន្តទាំង10របស់យើងបានចប់ហើយសូមចាំថារាល់ល្បះឧទានស័ព្ទទាំងអស់គឺត្រូវមានសញ្ញាឧទានស័ព្ទនេះទើបគេហៅថាល្បះឧទានស័ព្ទបើសិនជាអត់មានទេវាអាចច្រឡំទៅនឹងល្បះដទៃទៀតបាទអាចខ្លាចទៅជាល្បះបង្កប់បញ្ជាអីហ្នឹងទៅអាចច្រឡំវាបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនដែលបានតាមដាននៅផ្នែកទី5ដែលនិយាយអំពី exclamatory sentence ឬក៏គេហៅថា interjection sentence ចាប់ពីរូបមន្តទី1រហូតដល់រូបមន្តទី10សង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចមើលហើយយកចិត្តទុកដាក់ក្រេបជញ្ជក់យកចំណេះដឹងទាំងអស់នេះដើម្បីបន្តទៅតវិញនៅថ្ងៃក្រោយទៀតហើយរៀនឲ្យច្បាស់បើសិនជាមិនច្បាស់បងប្អូនអាចសួរលោកគ្រូតាមខមមិនខាងក្រោមកលោកគ្រូនឹងឆ្លើយតបទៅបងប្អូនវិញតាមសំណួរពោអញ្ចឹងរូបមន្តទាំង10ត្រូវបានបញ្ចប់ហើយពេលដែលចប់នេះទៀតយើងនឹងចូលទៅវគ្គទី6យើងនឹងនិយាយអំពី imperative sentence បាទនិយាយតកតអំពីលបាក់បង្កប់បញ្ជាវិញតែម្ដងតើលបាក់បង្កប់បញ្ជាហើយនឹងលបាក់ឧទានស័ព្ទខុសគ្នាយ៉ាងដូចម្ដេចចឹងសូមតាមដាននៅវគ្គក្រោយទៀតសូមអរគុណហើយសូមជម្រាបលាសូមខំសិក្សានិងរៀនសូត្រដល់ខ្លួនឯងទៅចេះហើយឆ្ងល់សួរលោកគ្រូអរគុណជម្រាបលា